rằng ho là một cái phản xạ mà của hệ hô hấp. Thì đầu tiên thì ho đó là một động tác hít vào thật sâu và hít sâu vào và đồng thời sẽ làm cho các nắp thanh mô sẽ đóng lại, sẽ làm cho lồng ngực, sẽ làm tăng áp suất lồng ngực. Và thì sau quá trình hít vào đó thì có một động tác thở ra làm cho bật nắp thanh mô. Và sau khi bật nắp thanh mô kèm theo một cái tiếng là nổ, đó chính là động tác ho. Mà lượng khí được thoát ra lúc đó sẽ là nhanh, mạnh và ngắn. Đầu tiên là muốn ho được thì ta phải có một cái số nhóm kích thích vào hệ thống và tạo ra một số động tác, có thể là tự ý hoặc không tự ý, hoặc là kết hợp cả hai. Tự ý là bản thân bình thường chúng ta không bị bởi một cái nhóm kích thích nào, thì chúng ta cũng có thể là tự tạo ra cơn ho của mình. Và nhóm không tự ý thì có thể là bởi cơ học hoặc là viêm hoặc là do tâm lý. Thì cơ học thì một số chất kích thích như là phấn hoa, bụi hoặc là xoắn đường thở do sơ hóa phổi. Và tình trạng viêm thì thường xảy ra nhất đó là viêm thanh quản cấp hoặc là viêm phế quản. Còn do tâm lý thì ho khan liên quan đến thể là do lo lắng, do căng thẳng, và nếu như cộng với cái tình hình là chết tâm lý thì có thể là tình trạng ho có thể dẫn đến nặng thêm và dẫn đến bệnh thực thể. Thứ hai nữa là ho chúng ta có thể là phân loại thành ho có thể phân loại theo mức thời gian, có thể là do ho có thể là cấp tính hoặc là bán cấp tính hoặc là mãn tính. Thì thời gian ho có thể là nếu như thời gian ho dưới một tuần á thì ta sẽ phân thành ho cấp tính, và có thể là do nguyên nhân là nhiễm trùng hoặc là không nhiễm. Hay là ở đây ta sẽ đề cập quan trọng nhất là cái phần ho mãn tính rồi kéo dài hơn 8 tuần. Và ho bán cấp thì dao động từ 3 tuần đến 8 tuần. Chúng ta sẽ nói rõ phần ho mãn tính rõ hơn. Ho mãn tính thì có thể là do nhiều nguyên nhân, thì chúng ta thấy được là nguyên nhân đầu tiên đó là kích thích đường thở và hoặc là phổi. Thì thường thấy nhất hiện nay đó là khói thuốc lá, thì nguyên nhân thường gặp nhất của ho mãn tính. Hoặc là ngoài ra thì có khói bụi, hoặc là do môi trường ô nhiễm, hoặc là do có thể là không khí ẩm cũng sẽ gây nên tình trạng ho. Còn trong phổi, nguyên nhân trong phổi có thể là tình trạng phổi bình thông thường thì không bị bệnh lý, hoặc là có thể bị bất thường như là bệnh hen, khí phế thủng, viêm phế quản mãn tính. Một số ít thì có thể gây ho như là ung thư hoặc là sarcoidosis hoặc là suy tim xung huyết. Hai nguyên nhân tiếp theo đó là ảnh hưởng bởi đường hô hấp trên, thì do nhiễm trùng son mãn tính.
hoặc là do chảy nước mũi sau mãn tính, hoặc là bệnh tai ngoài, hoặc do nhiễm trùng cổ họng. Nhất là ta thường thấy nhất là những người sử dụng điều trị bệnh tăng huyết áp trong ức chế cái men chuyển ở giai đoạn là angiotensin 1 và qua angiotensin 2, đó là men chuyển là ACL. Như là sẽ ức chế cái men chuyển đó sẽ gây nên tình trạng là ho. Tiếp theo đó, nguyên nhân theo đó là do bệnh tật ở trong phổi và các cái tình trạng trong ngực. Thì có thể là ở ngực ta có thể là thấy xuất hiện những cái hạt bạch huyết, hoặc là do mở rộng cái động mạch chủ bụng, do mở rộng các cái động mạch, hoặc là các mạch máu chính khi trở về tim. Nguyên nhân tiếp theo là trào ngược dạ dày thực quản. Ở đây là tình trạng là lượng dạ dày, lượng axit trong dạ dày được đẩy lên thực quản, và lượng axit đó có thể là gây kích ứng thực quản, hoặc là ảnh hưởng đến thanh quản cũng dẫn đến tình trạng. Thì những tình trạng ho đó thì sẽ giúp chúng ta biết được cái những cái hậu quả để có thể có một cái cách khắc phục này nhanh chóng hơn. Đầu tiên là nói đến hậu quả thì ho sẽ làm cho chúng ta ảnh hưởng, nhất là hậu quả về tuần hoàn. Ở đây đó là ho sẽ làm tăng cái áp lực ở trong cái phổi như là trong ngực, thì sẽ làm cho đồng thời sẽ tăng cái áp lực ở hệ tuần hoàn, nhất là tình trạng phản xạ đó là giãn mạch sẽ làm cho các cái động mạch tĩnh mạch giãn ra, sẽ làm cho tình trạng là cung lượng tim sẽ giảm cung lượng tim sẽ giảm sẽ làm cho xảy ra những một số bệnh như là suy tim phải, hoặc là bệnh tâm phế. Nhất là những cái tình trạng đó sẽ kèm theo một số triệu chứng như là gây ra một số triệu chứng như là thứ hai đó là gắt sau ho gà. Thì ta biết là tình trạng ho gà ở đây là ho mạnh, và đầu tiên là ho mạnh, sau đó giảm dần cơn ho và yếu dần trong thời gian, sẽ ho lâu hơn so với mức bình thường. Tình trạng ho lâu này có thể làm cho tình trạng hô hấp có thể là bị ngưng, hoặc là tình trạng sau khi cơn ho kết thúc, nhất là ngất. Như là ngất cái tình trạng em ngất, thường là ngất thường là những cơn ho kịch phát, và sau cơn ho thì sẽ không bị. Thứ hai là tiểu không tự chủ. Thì tiểu không tự chủ này là do tình trạng là ho mạnh đau làm gia tăng cái áp lực lên bàng quang, sẽ là làm cho bàng quang không tự chủ được, và cũng như là
tạo ra một cái đích trong bàng quang, như là tình trạng là đào cho nước tiểu chứa đựng ở bàng quang nó như đầy và làm cho bàng quang không thể tự chủ được, làm cho nước tiểu được thoát ra ngoài. Tiếp theo là các cái vết nứt xương sườn, thì lúc nào ho cũng làm cho sẽ tác động lên cái lồng ngực một cái áp lực, đồng thời sẽ làm cho các cái cơ thành ngực co kéo. Nếu cái tình trạng mà co kéo các cái cơ hấp phụ, tình trạng là co kéo các cái cơ ở xương sườn quá mức sẽ làm cho xương có thể là bị nứt hoặc là bị gãy. Tiếp theo đó là tăng nguy cơ lây nhiễm, nhất là những cái tình trạng những người bị bệnh như là lao, ho gà, thì khả năng lan truyền các cái vi khuẩn virus đến cộng đồng thì rất là nhanh chóng. Tiếp theo là ho mãn tính sẽ làm cho tình trạng là mất ngủ, mệt mỏi, nhức đầu thường xuyên sẽ xảy ra. Thì ta đã biết rằng là ho là một cái phản xạ nhằm để bảo vệ cơ thể và nhất là bảo vệ cái đường hô hấp, làm cho đường hô hấp có thể là thông thương. Và bên cạnh đó thì giúp chúng ta phải muốn biết được cái nguyên nhân hoặc là hậu quả, thì cần phải hiểu rõ được cái cơ chế của nó như thế nào thì sẽ phục vụ cho chúng ta có thể là điều trị tốt hơn. Thì sau đây sẽ trình bày phần cơ chế, sẽ mời Khoa sẽ trình bày tiếp. Cái cơ chế của ho chúng ta có thể thấy nó là một cái phản xạ có tính chất dây chuyền, bởi vì nó trải qua rất là nhiều, nó có sự phối hợp của hệ thần kinh, và các cơ hô hấp ở vùng, và đây là một cái phản xạ tốn nhiều năng lượng. Về phản xạ có phản xạ dây chuyền gồm có tác nhân kích thích, tác động lên các thụ thể nhạy cảm ở niêm mạc đường hô hấp và theo dây thần kinh số 10 đi về thần kinh trung ương, và từ thần kinh trung ương nó chi phối lên các cơ hô hấp như là cơ liên sườn trong, cơ liên sườn ngoài, cơ hoành, và gây nên phản xạ ho. Và cơ chế ho đây gồm có cơ chế ở ngoại vi và ở trung ương. Đầu tiên là những dị vật và chất gây viêm đi vào niêm mạc đường hô hấp sẽ kích thích niêm mạc đường hô hấp tiết đàm. Từ đây đàm mới kích thích lên các thụ thể ho nằm ở niêm mạc đường hô hấp. Lúc này bạch cầu trung tính và bạch cầu mono nó bắt đầu nó xuất hiện, mạch máu phù nề, bạch cầu ưa axit tiết ra LTD4, con thư bà tiết ra histamine. Chất này có tác dụng là gây giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch. Rồi và tác động lên cơ trơn của đường hô hấp. Tất cả những cái kích thích thần kinh này nó đi theo dây thần kinh số 10 đi về thân não, và tại đây thân não ở tại đây nó được xử lý và nó truyền xung động thần kinh này đến các cơ hô hấp. Đầu tiên là động tác hít vào và đóng nắp thanh môn, co thắt cơ thở ra ở ngực và bụng. Lúc này áp lực ở trong khoang phổi và màng phổi tăng lên đột ngột, mở nắp thanh môn lúc này mở ra và tống một lượng khí ra ngoài. Áp lực trong lồng ngực lúc này cao trên 100-200mm thủy ngân, là tăng vận tốc của dòng khí qua đường hô hấp. Và cuối cùng một tiếng nổ lớn xảy ra, chúng ta có thể nghe được là tiếng ho. Và câu hỏi đặt ra là tại sao phải cắt đứt cơn ho? Như chúng ta đã biết rằng ho là một phản ứng để bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên ho nó gây cho cảm giác khó chịu, nhất là khi ho mà nhiều đêm mà không có ngủ được thì ho nó làm cho mình mất ngủ, giật mình ngủ. Có nhiều bữa hả, ho mà ho rát cổ họng luôn, ho mà tới mà
mà dịch dạ dày nó trào lên luôn. Và cuối cùng là ho nó lại gây, nó là một cái chuỗi dây chuyền như vậy, thì nó phải nhờ cái hệ thần kinh, và hệ thần kinh truyền xung động thì nó tốn nhiều năng lượng, và hơn một cái cơ hô hấp nó co kéo thì cũng gây ra tốn năng lượng. Và làm thế nào để chống lại cơn ho? Thứ nhất là ho nó là một cái dấu hiệu, và chúng ta nhờ từ cái dấu hiệu đó chúng ta phải tìm ra được cái nguyên nhân để điều trị ho triệt để. Tuy nhiên bên cạnh cái việc trong quá trình điều trị tìm ra nguyên nhân và điều trị nguyên nhân đó, thì chúng ta cũng phải điều trị triệu chứng, tại vì cái triệu chứng ho nó làm cho mình con người cảm thấy rất là khó chịu. Và bây giờ để điều trị triệu chứng thì chúng ta quay lại cái cơ chế. Đầu tiên là cái cơ chế có 3 chỗ, 4 chỗ chứ. Đầu tiên là ở cái niêm mạc đường hô hấp, các thụ thể ho này chúng ta có thể ức chế cái thụ thể này. Cái dây thần kinh này là dây thần kinh số 10, thì có thể cách nào ức chế cái chỗ này không? Hoặc là ức chế ở trên trung môn thần kinh, hay là ức chế cái con đường dẫn truyền đó. Thầy ơi, cái dây thần kinh này, dây thần kinh số 10 này là dây thần kinh, em đọc sách thì nó nói là dây thần kinh phế vị. Vậy cái ho với lại cái ho với cái trào dạ dày nó có liên quan gì tới cái dây thần kinh số 10 này không? Thì có liên quan, nhưng mà hai cơ chế khác nhau. Rồi một số người nó lại, một số em đọc một số tài liệu nó lại có nói là khi mà tim đập nhanh thì ho nó làm giảm nhịp tim, nó có liên quan tới chỗ gì thần kinh số 10. Muốn là giảm nhịp tim, kích thích gì thần kinh số 10 thì giảm nhịp tim ngay. Cắt lệ nhất là bớt giá. Đây mình sẽ trình bày về cảm xúc ho. Thì trước tiên là ta sẽ xem lại cái cơ chế gây ra ho. Thì ở cơ chế thì có hai cái vùng mà gây ra ho là ở ngoại biên và ở trung ương. Thì để điều trị thì ta cũng dựa vào cơ chế là có thuốc ho ở ngoại biên và thuốc ho ở trung ương. Thì những loại ở ngoại biên thì nó tác dụng chủ yếu là nó phủ một cái lớp nhầy ở trên đường niêm mạc để nó giảm cái độ nhạy cảm của những cái receptor gây ho. Còn ở trung ương thì nó sẽ ức chế cái trung tâm gây ho và trung tâm hô hấp ở não. Đấy, thì hai loại thuốc ho ở ngoại biên và ở trung ương. Đa số ở thuốc ho ngoại biên thì để điều trị nguyên nhân, còn ở trung ương thì để điều trị chỉ là điều trị triệu chứng thôi. Đầu tiên thì mình tìm hiểu về thuốc ho ngoại biên. Ở thuốc giảm ho ngoại biên thì mình chỉ trình bày là 7 loại chính thôi. Ở đây thì chỉ nói đến cái chỉ định và chống chỉ định, còn về liều lượng thì các bạn có thể xem vào cái file Word ở trên đi Cần Thơ có liều lượng dùng. Thì thuốc giảm ho ngoại biên nó tác dụng của nó là cái giảm cái nhạy cảm của cái receptor gây ho, nên nó có thể một số tác dụng phụ là nó sẽ gây co thắt cơ khí phế quản, và nó sẽ không dùng được cho những bệnh nhân hen suyễn vì làm cho tình trạng hen suyễn nặng hơn. Đó là siro, lidocaine, dolocodone và isomet. Và hai cái loại thuốc cuối này thì nó thường là isomet thì dùng cho những cái trường hợp ho mà có đờm nhớ, còn dolocodone thì không dùng cho những trường hợp ho có đờm nhớ. Còn những loại thuốc bên này benzonatate và salbutamol thì nó ngoài cái điều trị ho giảm bớt cơn ho thì nó có thể điều trị những trường hợp như là viêm phế quản, viêm mũi. Đầu tiên là bạc hà. Thì bạc hà thường thấy nhất là những cái loại kẹo mà mình ngậm khi là viêm họng hay là bị ho, thì tác dụng của nó là giảm ho, có thể giảm bớt sự khó chịu của miệng, nhưng có những cái vết loét tổn thương, giảm đau họng. Salbutamol thì nó điều trị có thể ngoài ra điều trị ho thì có thể cũng điều trị cho những cơn hen và ngăn cái cơn co thắt phế quản và điều trị những cái tắc nghẽn đường dẫn khí. Siro thì nó phủ một cái lớp ở trên cái đường niêm mạc đường hô hấp của mình để giảm cái nhạy cảm của các receptor gây ho, và siro thì không dùng cho trẻ hiển nhiên. Tác dụng phụ là không dùng được cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.
Benzodiazepine thì nó điều trị những các cơn ho do bệnh cảm lạnh và bệnh hô hấp như là viêm phổi, viêm phế quản. Hai loại thuốc cuối cùng là lidocaine. Thì lidocaine là các bạn biết là một loại thuốc gây tê. Thì khi mình dùng ở dạng phun thì nó sẽ ức chế cái cơn ho, đường hô hấp của mình. Nhưng mà nó không thực dụng cho những bệnh nhân hen suyễn vì nó gây co thắt khí phế quản nghiêm trọng. Ở thuốc cuối cùng thì có thể được dùng cho những bệnh nhân mà có ho, có đờm nhớ quánh như là viêm phế quản cấp hoặc là mạn, nhưng mà cũng không được dùng cho bệnh nhân hen suyễn có tiền sử hen. Tiếp theo là những cái loại thuốc mà tác dụng ở trung ương thì có bốn loại. Một nhóm thuốc là kháng histamine, codeine, procodine và dextromethorphan. Thì ba loại thuốc bên đây nó có tác dụng chung tương tự nhau là ức chế trực tiếp cái trung tâm gây ho. Nhưng mà codeine thì tác dụng phụ nhiều nhất là nó có thể gây quánh cái đờm nhớ ở trong đường hô hấp của mình và nó có gây buồn ngủ. Còn hai loại thuốc trên này thì tác dụng phụ nó ít hơn. Còn nhóm thuốc mà kháng histamine thì chủ yếu là nó giảm những cái phản ứng dị ứng của cơ thể do histamine được tiết ra. Và khi ho mà trường hợp ho do dị ứng thì histamine tiết ra nhiều thì mình sử dụng cái loại này để làm giảm cái phản ứng dị ứng, giảm cơn ho. Và những cái thuốc gây ho chế ở trung ương thì nó có thường là những chất có chứa chất gây nghiện như là codeine, dextromethorphan là những chất có thể gây nghiện. Và những chất này thì cần lưu ý thì được dùng cho trẻ em vì nó hệ thần kinh của trẻ em thì nó chưa có phát triển hoàn thiện. Và những loại này thì ba loại này thì không dùng cho những trẻ dưới 2 tuổi, còn hai loại thì không dùng cho những trẻ sơ sinh. Thì đây là những cái loại thuốc mà thuộc nhóm thuốc kháng histamine thì chủ yếu là nó giảm nhẹ những cái triệu chứng dị ứng do histamine tiết ra. Đây cũng là hai loại thuốc mà thuộc nhóm thuốc kháng histamine, chủ yếu là điều trị triệu chứng. Và không, những loại thuốc này thì không dùng cho những bệnh nhân mà hôn mê hoặc là đang dùng các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương. Tiếp theo là codeine. Thì codeine là một thuốc, loại thuốc ho rất là thường gặp. Thì mình có hai loại thuốc như này là thường sử dụng. Tác dụng của nó là ức chế trực tiếp cái trung tâm ho, nhưng mà có tác dụng phụ là làm khô và tăng độ quánh của dịch tiết phế quản. Không dùng cho trẻ em dưới 1 tuổi và có tác dụng là gây buồn ngủ. Chỉ sử dụng cho ho khan, còn trường hợp mà ho có nhiều đờm nhớt thì không sử dụng codeine. Hai loại thuốc còn lại thì tác dụng của nó cũng tương tự như là codeine nhưng mà nó ít tác dụng phụ hơn và dùng cho trường hợp là không có đờm nhớt, ho không có đờm. Loại thuốc cuối cùng cũng là tương tự như codeine nhưng mà tác dụng của nó mạnh hơn và ít gây tác dụng phụ hơn. Ok, tôi nói thêm mấy ý. Đó là chúng ta chia được ba bạn làm việc như thế này rất là tốt. Mong rằng các cái nhóm khác mai mốt cũng sẽ chia như thế này. Nhưng mà các bạn đầu thì trình bày buồn ngủ quá, nghĩa là bạn không có lý do là bạn ngủ không đủ cái gì đâu. Ở nhà bạn phải tập trước, phải tự chiếu trên máy tính cho nó chạy PowerPoint và chúng ta dở trước 5-7 lần, 10 lần. Chúng ta phải tập thói quen tự tin trước đánh đầu. Tay chân không có thừa thải và giọng điệu phải tạp lên. Qua bài này tổ phải làm thêm 4 điều nữa. Điều thứ nhất, về cái phần tâm thế mạng, bạn đã giải thích được một phần. Cảm ơn về cái phần trình bày của các bạn đầu tiên tương đối tốt về phương diện sinh lý bệnh và cũng khá là kỹ. Đó là nói thêm về tâm thế mạng, các bạn biết rằng một cái nguyên nhân ở phổi nó sẽ làm mạng tính thì nó sẽ làm suy tim phải, từ đó nó dẫn tới cái áp xe dương tính. Vậy khi đi lâm sàng năm thứ 3 các bạn hay ghi là áp xe âm tính. Câu đó chỉ có nghĩa khi nào bệnh nhân có nguy cơ phổi nhưng không có dễ thất phải thì mới ghi áp xe âm tính. Nếu bệnh nhân nữ 20 tuổi vô viêm một thừa mà các bạn ghi là áp xe âm tính mà đáng nó sẽ bị trừ điểm vì cô đó không có nguy cơ phổi gì hết để gây suy tim phải hết. Các bạn chỉ ghi là những người đã hút thuốc lá lâu năm nhưng không có suy tim phải, các bạn chỉ ghi áp xe âm tính. Và những người không hề có nguy cơ gì trên phổi mà các bạn ghi áp xe âm tính, những bệnh án đó coi chừng sẽ bị trừ điểm. Vậy bạn hiểu được với áp xe âm tính chưa? Nhiều cái bệnh án của các bạn hoặc lúc bạn học phẫu thuật thực hành gì đó hoặc là skill gì đó, huấn luyện kỹ năng gì đó, các bạn đã từng học hai cái câu thần chú. Số 1 là gì?
lông tóc móng phát triển bình thường, hoặc là dây không sợ chạm, gia đình không ai mắc bệnh liên quan và hạt ra âm tính. Đó là những câu thần chú mà khi làm bệnh án các bạn có trường bị trừ điểm. Tiếp tục nhận nhắc cho các bạn hiểu tâm phế mạng là một bệnh phổi làm cho suy tim, ta gọi là tâm phế mạng. Thứ hai đó là cơ chế gây ho của các thuốc cơ chế vận chuyển, đề nghị các bạn phải làm thêm câu đó. Thứ tiếp đó là trong cái phần biến chứng của ho có gây tràn khí màng phổi, các bạn thêm cái đó. Và hồi cuối cùng đó là cơ chế gây tiểu không kiểm soát, hồi nãy các bạn nói chưa có đúng. Cơ chế tiểu không kiểm soát do ho không phải là do cái bàng quang nó bóp mạnh, mà là cái cơ để giữ cổ bàng quang và tầng chuyên môn không chịu đựng được. Có nghĩa là khi các bạn tiểu mà gói loạn đi tiểu thì nó sẽ có hai loại là dự trữ và gánh và tốc xuất. Đây là hai cái loại gói loạn đi tiểu mà ta sẽ gặp thường chủ yếu trên lâm sàng. Nhưng ở bệnh nhân tăng áp lực ổ bụng do ho rồi đái ra ngoài, về mặt nguyên tắc người ta cứ nghĩ là do rặn quá, nước đái giọt ngoài, áp lực ổ bụng tăng quá cao. Nhưng về mặt lý thuyết, cái cổ bàng quang nó chỉ chịu được áp lực dưới 80mm thủy ngân. Khi các bạn ho trên 120mm thủy ngân thì cổ bàng quang nó không còn giữ được nữa. Lúc này nước đái sẽ vọt ra ngoài. Các bạn hiểu được chưa? Về phần trình bày của bạn thứ hai thì các cơ chế cũng tương đối là tốt. Về phần trình bày của bạn thứ ba, vì chúng ta chưa học dược lý cho nên chấp nhận rằng phần trình bày đó là chấp nhận được. Chỉ chấp nhận được ở hai chỗ thôi, đó là thuốc ở ngoài biên và thuốc ở trung ương. Còn vô phần chi tiết thì các bạn lộn qua lộn lại tùm lum ta lại. Các bạn không phân biệt được thuốc nào tác dụng ở ngoài biên, các bạn không phân biệt được thuốc nào tác dụng ở trung ương. Thậm chí có một thuốc nhưng vì hai tên khác nhau cho nên các bạn tưởng đâu là nó hai cơ chế khác nhau. Ví dụ như Dorocodone và đặc biệt codeine là cùng một thuốc. Nhưng bởi vì hai hãng khác nhau, một hãng của Đồng Nai và một hãng của Dược Hậu Giang gì đó, cho nên nó lấy hai cái tên khác nhau. Chứ thật ra không phải là hai thuốc khác nhau và hai cơ chế khác nhau. Nhưng vì chúng ta mới IK41, có nghĩa là chúng ta đang tập tành báo cáo, tập tành soạn bài, cho nên chấp nhận và không có mắc lỗi. Nhưng phải chú ý rằng các bạn sao phải gửi sớm hơn nữa để thầy còn sửa được và các bạn còn có thời gian tập luyện. Còn thời gian chậm rạp như thế này các bạn sẽ không đủ thời gian để cho thầy sửa, và ở nhà các bạn không đủ thời gian tập luyện, đến đây các bạn nói rất là buồn ngủ và người nghe người ta cũng buồn ngủ hoặc là người ta không có tập trung được. Nếu sao thì bạn hôm nay cũng tương đối là tốt rồi, chúng ta chấm dứt livestream ở đây và thầy thưởng cái này. Về mặt lý thuyết